chuẩn bị nào. Ôi đứt rồi, đứt dây. Ôi đây, anh em đứt dây. Cháu đi, cháu lùng quanh khu này từ sáng giờ không thấy con nào lên cả. Lên đấy mà con đang lên đấy. Quả này mấy, quả này mấy mét đấy à? 4 mét. Chưa thả phát nào luôn, mới luôn này. Ơi, mẹ bố mày. Chơi cái gì, chơi cháu ơi. Sẵn rồi chiều đi. Tí nữa con này thả đâu rồi chú? Chưa. À chưa biết test thử. Chưa test thử. Mới xuất xưởng. Cái này quả che. Ấy da. Nhiều carbon là sao chịu được to to, đỡ ngay cuộn dễ này. Nhiều che chịu được. Che mới chịu. Carbon thì chỉ gió bình thường thôi, gió quá là không thả được. Còn nghịch quá ai quen nghịch, thế. Nghịch. Gió to nó không đúng là đáng giá 100 triệu. Carbon nó đi lên ra. Bây giờ công đoạn nào, công đoạn dựng. Ở khu nhà mình này thường hay thả ở chỗ nào đấy hả chú? Thả ở ao này, chỗ thả. Ao vừa dẫn. Ui dồi, gió này thì không thể nào lên được. Không lên được. Lên được mà. Bé nhưng mà rất là nghịch. Đấy. Đi ra. Sao dạ, ra đây. Ra đây phải. Cắn dái. Ôi ông bắt đầu là đi ra test thử quả này. 4 mét thôi. 4 mét. Nhiều lắp ghép phải ra test thử chẳng có lên thì không che nó cười lắm. Không biết có lên. Đi. Giờ đang đi ra kia để ở đây. Đây. Đây, giờ đi ra đây để cho nó lên nhá. Test thử không biết là có lên được không. Ây da. Lặng phết đấy. Con này gió nhỏ nó sẽ không lên được. Gió nhỏ nó sẽ không lên được. Không lên được. Nặng. Quả này hôm nay test thử thôi. Không biết có lên được không. Nặng lắm, con này nặng, không biết gió này không biết liệu lên được không. Nó to. Phải đứng ra xa tí để mới nhìn được. Phải đứng xa xa để mới nhìn được nó lên chứ còn không nhìn được đâu. Vương vương ra suối, vương ra suối. Vương ra suối. Liệu chờ này, gió này thì chắc không biết có lên được không. Màu này đẹp ấy nhỉ. Đẹp, màu này đẹp. Nhưng mà chính nên màu này đẹp này. Màu này đẹp. Để ở dưới nhìn nó tối tối. Cái này lên rồi. Đấy, đúng cơ đấy. Nào. Chuẩn bị nào. Ôi đứt rồi, đứt dây. Ôi này anh em đứt dây. Đứt dây tuột. Đứt. Pha đầu tiên đó. Đứt dây, đây là đứt dây không phải tụt đâu. Ây da. Không biết bay đâu rồi. Nó ở chỗ nào? Bên kia à? Mái. Ôi giời. Này. Ây da.
Ai dạ, may quá trên mái. Nhà bây giờ lấy xuống bây giờ cũng khó ấy. Không có thang giờ là hơi khó lấy đấy. Mày có hạ đúng chỗ. Đúng rồi, nó lên đây là đẹp rồi, không may không làm sao. Ê, cẩn thận, có cái gì kìa. Đấy. Mày quá không làm sao. Cẩn thận chú ơi. Đây, 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 đây. Đây, đây cái gì đấy. Đây, quả này xuống á. Đứt đây cái gì đấy. Tan dây, dây đẻo. Dây này không chịu được. Dây này là tuột. Đứt, 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 đứt. Đứt đi, đứt. Tuột, tao bảo đảm cho mày không bao đứt được dây mới này. Tuột. Kìa, cái đầu nó chú chốt một mấu đúng không? Từ từ ra không ạ? Mấu nó tuột cái mấu ra, phát là nó đứt, nó ra chứ không phải nó đứt dây. Đứt thế nào dây mới này. Tao phải chốt lại. Có đúng rồi, giờ đang vui đến dây. Nhưng may của đấy lao không cắm mặt xuống dưới là ấy. Xuống tí nữa đi chú ơi. Quả đấy không đứt là lên rồi. May nhỉ, nó hạ đúng phát vào cái mái đấy không ấy. May của nó. Pha đầu tiên là không thành công rồi. Chuẩn bị pha thử lại. Đây, pha này lại nhá. Lại pha thứ hai rồi. Lần này mà tụt nữa là thôi đấy. Liệu lên được pha này. Pha này các bạn mà có lên được không? Nào, chuẩn bị 1, 2, 3 lên. Ôi, ngon quá. Lên được rồi. Ây da, sáo nghe tiếng hay đấy. Lên được. Gió này nghe vẻ không lên được rồi. Gió này không lên được rồi. Pha thứ hai không thành công. Cẩn thận nha. Từ từ lướt, lướt. Đâu để em đỡ cho. Ôi trời. Rồi lên đi em. Xuống đây luôn. Ok. Đấy. Cẩn thận. Nào, pha này không lên được nữa là thôi. Quá tam ba vận đấy. Pha này quá đẹp luôn. Lên rồi. Pha thứ ba rồi đấy. Con dừa 4 mét này cũng phải tầm 3-4 người thì may ra mới vừa kéo dây vừa ấy dây. Đang 4 người thả đấy. 4 mét 4 người thả đấy. Ấy, ấy. Được rồi. Bị rối dây đầu kia rồi. Ôi, diều mới thả này là thành công rồi. Quá đẹp luôn. Rồi, xong. Nó không bị gãy dây. Nó thít vào chỗ buộc kia nó gãy dây. Kìa. Đứng yên rồi. Con này vẫn kiểu hơi lé một tí. Con kia nó đứng thẳng kia. Cái đuôi của nó là hơi mềm. Nó vẫn đang vẫy nhìn ở dưới này biết rồi, nó vẫy nó không cứng. Mới thả xong. Gọi là chơi diều nó không đợi tuổi đâu. Ai cũng có thể chơi được diều. Không phải thanh niên chơi diều đâu. Đây còn các bác lớn tuổi chơi diều đấy. Ok, video của mình đến đây là kết thúc thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Các bạn nếu thấy hay like và chia sẻ video giúp mình nhé. Thôi, tạm biệt các bạn. Bye bye.